Phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường là ba vấn đề trụ cột đóng vai trò trung tâm đối với phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Thực trạng môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến sự sống còn và phát triển của toàn xã hội, tức là đến an ninh quốc gia. Những vấn đề báo động về môi trường như hiệu ứng nhà kính, sự suy giảm tầng ozone, mực nước biển dâng đang tác động đến an ninh không chỉ một quốc gia mà trên phạm vi toàn cầu. Các cuộc tranh chấp tài nguyên về nguồn nước đã và đang diễn ra hết sức khốc liệt trên toàn thế giới, đe dọa an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Vì vậy, có thể khẳng định rằng an ninh môi trường là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc phòng. Nhằm cung cấp cho bạn đọc các kiến thức và thông tin liên quan đến an ninh môi trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Khiển đã phối hợp với nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành cuốn sách An ninh môi trường. Với thông điệp mà cuốn sách An ninh môi trường truyền tải, nhà xuất bản muốn gửi đến bạn đọc một số thông tin về nguy cơ mà nạn ô nhiễm gây ra cũng như tai họa từ thiên nhiên đã đem đến cho con người. Mong muốn được mọi người cùng chung sức bảo vệ tài sản chung quý giá của nhân loại, môi trường toàn cầu. Cuốn sách gồm 7 chương, cụ thể chương 1 An ninh môi trường, chương 2 Mất an ninh môi trường do thiên tai, chương 3 Những thách thức về môi trường trên thế giới, chương 4 Hậu quả của sự cố và ô nhiễm môi trường đến an ninh xã hội và sức khỏe cộng đồng, chương 5 An ninh môi trường và khủng bố sinh thái, chương 6 Xóa đói giảm nghèo, biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, chương 7 Chúng ta sẽ phải làm gì trong chương trình nghị sự hôm nay. Hy vọng rằng với những kiến thức và thông tin thiết thực về an ninh môi trường sẽ giúp cho mọi tầng lớp nhân dân nhìn nhận rõ những thách thức về môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt, không chỉ tổn hại đến chất lượng cuộc sống mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh môi trường không chỉ là chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam mà còn đòi hỏi sự chung tay và trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân,